đã chính thức ra cái trailer mới về update Dragon rồi nha anh em. Và có rất là nhiều chi tiết thú vị và chúng ta cần phải để ý nha anh em. Còn bây giờ thì let's go. Anh em có biết gì anh em, tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần bình luận. Từ Free Fire, Roblox cho đến Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra nghe phần bình luận để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha anh em. Thì sau cái buổi live mà hôm sáng mình cho anh em xem á, thì chắc có lẽ là anh em đã nắm bắt được một phần nào về cái nội dung update của chúng ta sắp tới đúng không? Thứ nhất là chúng ta có là gun reward, và thứ hai chúng ta có là những cái vũ khí mới. Đấy, vũ khí mới và chắc chắn là điều mà anh em cần lưu ý trong video này. Ok, vậy nên là chúng ta hãy đi đến cái nội dung của video admin đang có nha anh em. Và ở trong cái video mà admin đang có đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin mới, vì vậy cho nên là anh em hãy ngồi vững tay lái và thắt dây an toàn thật chặt nha anh em. Ok, let's go. Và đầu tiên đây chính là chắc là đảo phụ nữ rồi chứ còn gì nữa anh em. Và chúng ta sẽ có một cái con NPC mới tên là Uzot ở cái khu vực đảo phụ nữ này thì phải. Và con NPC này nó lấy cảm hứng hoàn toàn từ ông admin là Uzot luôn nha anh em. Đấy, ok. Và tiếp theo sẽ là cái khu vực ngôi đền. Thì ngôi đền này là ngôi đền theo những gì mình biết á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta lấy được cái tộc rồng ở đây mà. Đó, mà có một nhân vật, có một con NPC ở đứng cái phía bên kia kìa. Đấy, ok, ôi dồi ôi. Và đây chính là một cái cánh cổng thần kỳ. Theo mình nghĩ là cánh cổng thần kỳ. Đấy, và chúng ta có gì đây, một băng phái hả? À, không, hai băng phái nè mà. Hai băng phái sử dụng hai loại vũ khí khác nhau. Và cái này nó có đóng một cái vai trò không nhỏ trong gọi là cái đồ sắp tới nha. Đây, một con NPC này anh em. Hai con NPC nè. Đợi con Hunter và đợi con gì đó. Ok, ba con NPC luôn. Rồi. Trên tay của Uzot là đang cầm một cây chính là cây gươm mới nha anh em, cây gươm mới. Và cây này thì nếu mà ra mắt thì mình sẽ làm clip hướng dẫn cho anh em cách lấy. Và đặc biệt là những anh em nào mà chưa có những thứ mà trong game hiện tại thì anh em tranh thủ anh em lấy đi. Tại vì sắp tới có thể là nó sẽ thay đổi cái cách để mà chúng ta có thể lấy được á. Quay tay đại pháp. Ôi giời ơi, quay đứt cái tay ra luôn, vãi chưởng thiệt. Đấy, rồi đây chính là skill mà chúng ta đã được xem ha, admin hé lộ từ là mấy tháng trước anh em à. Đó, skill của Dragon Talon anh em ơi. Đấy, ôi giời ơi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời. Hơi bị đỉnh nha. Ok. Nói chung thì admin làm trailer thì lúc nào cũng đỉnh rồi, chúng ta cần phải biết rồi đúng không anh em. Chưa bao giờ admin làm cho chúng ta thất vọng, chỉ thất vọng ở chỗ là admin hơi bịp cái thời gian update thôi. Ôi giời ơi. Tóm lại một điều thì theo mình đánh giá là trong cái bản update hiện tại á, vừa mới ra cập bến thì mình nghĩ là nhiều bạn sẽ thích hơn. Tại vì có một số trái được làm lại trong khá là lực đây mà, đặc biệt là trái kim cương ấy. Ok, thì mình sẽ đến với cái phần của ngày hôm nay luôn đi cho dễ. Đầu tiên thì admin đang cầm trên tay một thanh, đó chính là một cái thanh kiếm mới đây mà. Nhìn cây này nhìn trông giống như là cái cây kiểu như cái cây đại đao Bicento anh em. Đây Dragon Hit nè. Dragon Hit, cây này chính là cây kiếm cái trái tim rồng á. Dragon Hit cũng là cái tên của trái rồng, cái gì? Cái quả tim của Levi mà. Nghe nó khá là giống anh em mà. Ok này mà, cái này là trái tim rồng. Hit, Dragon Hit. Chúng ta có thể thấy là ở đây là admin đã che đi cái phần là chiêu X và chiêu C rồi, chỉ có mỗi chiêu Z trên đây thôi. Đây, khi mà chúng ta kích hoạt thì chúng ta sẽ có thể là gồng lên và tiến đến kẻ địch và gây sát thương nha anh em. Ôi trời ơi, kiểu như là nó sẽ mang theo một cái luồng năng lượng theo nha anh em. Nó hướng đến cái kẻ địch và chúng ta di chuyển chỗ ở chuột ở đâu thì nó sẽ hướng nhiều hướng đó nha. Và nó kéo theo kẻ địch luôn. Ok, còn tiếp theo hình như là chiêu giết hay sao á. Cái này thì admin đã che bớt rồi cho nên là mình không thấy. Và đây chính là cái skill mà chúng ta đã từng được xem trong cái hình ảnh mà admin hé lộ trước đó nha anh em. Đó, cái hình ảnh này thì lúc trước thì một thông tin mà chúng ta được xem á, thì đó chính là liên quan đến một cái thanh kiếm. Nhưng mà cái này là cái cây giáo, giống cây giáo hơn là cái thanh kiếm anh em à. Đấy, và nhìn cái kiếm này rất là lực nha anh em, rất là lực luôn. Đó, đây chính là tư thế đó nè. Nhưng mà admin lúc trước là admin đã kiểu là admin đã ẩn đi và không cho chúng ta thấy, chỉ cho chúng ta thấy cái dáng của nhân vật thôi. Và nhìn từ xa thì rất là khó thấy nha anh em. Đó, và chiêu rất là lực nha. Ok, đây là chiêu ít rồi. Rồi tiếp theo chắc là chiêu C nè, mình nghĩ chiêu C ấy. Còn đây là đòn đánh thường hả ta? Ủa, không có chiêu C à? Chiêu rồi thì không có chiêu C anh em ơi. Chúng ta có là Dragon gì đây? Dragon gì đó anh em, để mình xem lại cái đậu xanh này. Dragon Storm nha anh em. Dragon Storm là cây sáo nồng. Ôi giời ơi, nhìn cái súng hơi bị lực luôn á.
Hôm bữa là chúng ta đã có được hé lộ về Gun Reward với lại là số cây, một số cây rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn một cây súng nữa nha anh em. Cây này thì nó lực hơn và nó bắn nhiều đạn hơn. Ví dụ như là ở đây nè, anh em có thể thấy là admin cầm, admin chạy cũng không nổi luôn mà. Đây là đòn đánh thường nha anh em, thì khi mà chúng ta kích hoạt á thì nó sẽ sấy liên tục vào cái địch và nó sẽ có một cái thời gian hồi đạn nha. Anh em có thể thấy là khi mà cái thanh màu đỏ nó full á thì nó sẽ reload đạn lại, tức chính là chúng ta thay đạn anh em. Thì đây chỉ là một cây sáu nồng thôi. Nhiều anh em có bảo mình là cây này nhìn giống như cây đó, cây cách linh gần ở bên Free Fire. Đấy, mình thấy cũng giống anh em à. Cũng giống thiệt. Đấy, ok. Free Fire dần xâm chiếm là lốc phút anh em. I mean là hợp tác với Free Fire kiểu như vậy. Ok, chiêu dách là 125 mastery và khi mà chúng ta kích hoạt chúng ta có một ngọn lửa bao quanh và nó sẽ tạo xuống vị trí của nhân vật lớn một cái cơn địa chấn và nó sẽ hất tung cái địch ở vị trí chỉ định nha anh em. Đó, ví dụ như cơn địa chấn nó sẽ từ vị trí của chúng ta, nó sẽ trồi lên từ vị trí cái địch vậy á. Nói chung thì chiêu này rất là lực, thực sự mà nói như thế luôn. Rồi khi mà lên không thì chúng ta sẽ có gì đây? Trên không thì chúng ta sẽ có thêm một cái đôi cánh, đấy, một đôi cánh và nó gây sát thương nhiều hơn. Và cũng như là ở trên không á thì chiêu của chúng ta sẽ lực hơn nha anh em. Đó, và rất là nhiều gọi là nguồn sát thương anh em à. Vãi chưởng thiệt, thật sự mà nói là không có gì để chơi của mấy cái mà admin làm lần này chơi anh em. Rất là nhìn rất là ghê luôn. Ok, nhưng mà mình không thấy có chiêu ít nha. Chiêu ít admin có thể admin cất rồi nên mình không thấy hay sao á. Ok, cái chiêu ít thì mình không thấy thiệt, thật sự mà nói như thế luôn. Rồi, còn đây là chiêu ít anh em. Đó, chiêu ít thì chúng ta sẽ gồng tại chỗ và chúng ta sẽ bắn ra theo hướng chỉ định. Ôi trời ơi, bắn như bắn pháo hoa luôn anh em. Đó, và chiêu rất là xa nha, không đơn giản như là những cây súng bình thường đâu anh em. Đó, ok. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái gì đây? Này là cái Dragon Talon anh em à. Ok, let's go. Cái Dragon Talon sẽ được reward nha. Và nhìn y chang như cái nấm đấm bão lửa bên Free Fire anh em. Anh em là có chơi Free Fire nên sẽ biết những cái này nhìn giống như Free Fire cực kỳ. Cái này mình không phải là mình nói khịa khịa gì đâu anh em, mà nhìn giống thiệt. Như chang như cái nấm đấm bên Free Fire á. Free Fire thì anh em có thể thấy là nấm đấm rất là nhiều đúng không? Khi mà trang bị nấm đấm vô thì tay của nhân vật nó sẽ sáng lên. Đấy, và có hiệu ứng. Cái này cũng y chang vậy luôn. Đó. Ok, chiêu dắt chúng ta sẽ là lao đến cái địch và chiêu này trông rất là giống với lại là cái chiêu của Sanjune Art nha anh em. Đó, cái vỏ huyết quỷ thuật á. Ok. Thì thật sự mà nói là admin làm lại cái đời Dragon Talon này nhìn rất là ngầu luôn và mình không biết có thay đổi cách lấy hay không thì mình chưa biết nha. Ok. Và khi mà chúng ta tiêu diệt được cái địch á thì cái địch sẽ tan thành tro bụi luôn. Đó. Hiệu ứng khiêu địch á anh em là nó sẽ khiến cho cái địch nó bị tan thành mây khói luôn và tạo ra ba cái luồng khói hắc ám anh em ạ. Ok, đây lại nè anh em. Đó, lúc đầu khi mà chạm với cái địch á thì chúng ta sẽ có là lửa màu đỏ cam. Khi mà chạm tới cái địch một thời gian rồi thì nó sẽ chuyển ngọn lửa đó thành màu xanh. Đó. Chuyển ngọn lửa thành màu xanh. Ok. Còn đây chính là chiêu ít hả? MB Annihilation. Nó sẽ chịu hội ra một cái đầu gồng và lao đến vị trí của cái địch. Đó. Và nếu như mà không có cái địch nào xung quanh thì nó sẽ lao xung quanh. Ủa, hình như là nó di chuyển theo hình của chữ L hay sao anh em? Đây, nó di chuyển lượn vòng gì á. Ồ, tính ra là cái đầu gồng này nó hơi bị là ảo luôn á. Rồi, tiếp theo là Sai hình như chắc là chiêu C hay gì á. Hay là, chiêu ít. Chiêu ít nhưng mà chiêu ít chúng ta kích hoạt hay gì anh em ơi. Ủa, chi kỳ á. Kích hoạt chiêu ít mà chúng ta giữ chiêu ít thì nó sẽ di chuyển liên tục cho chúng ta và chúng ta cưỡi theo đầu gồng luôn. Đó, ôi rồi đã vậy trời, nhìn lực hơi bị lực luôn anh em à. Hơi bị lực luôn, ok. Ôi rồi ôi, đã thiệt chứ anh em thấy gì không? Quá là xịn sò luôn, còn gì để chê nữa anh em. Ok, còn chiêu C thì chúng ta sẽ bay lên trời và tạo thành một cái quả cầu và tiếp đất gây sát thương rất là lớn nha. Cái chiêu này mà đem đi săn si thì còn gì bằng đúng không anh em? Săn si, săn Levi thì còn gì bằng. Đấy, ok, và chắc chắn là nhiều bạn sẽ thắc mắc là cái cách lấy của Dragon Talon mới này nó có thể bị thay đổi hay không. Thì lúc đó mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ cho anh em xem, nếu mà có thay đổi thì mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em cách lấy nha. Và tiếp theo là cái trái Black nha anh em. Trái Black thì theo như những gì mà mình nói á, thì đây là một trái ác quỷ chứ không phải là một cái melee đâu anh em.
không phải một cái Camellia nha. Nếu mà Camellia thì nó sẽ mới rất là nhiều luôn. Black Fruit đấy, trái Black, tức là trái này là trái trái chớp được làm lại thì phải đấy. Ừ đúng rồi, hồi sáng mình có test cho anh em xem, đây chính là trái chớp nha anh em. Trái chớp được làm lại và chúng ta có đòn đánh thường luôn đó, nó đỉnh gì đó anh em mà. Ôi rồi ôi, và chiêu rách thứ ba sẽ có là một mastery và chúng ta sẽ sấy đến vị trí địch. Tông màu của cái trái này là màu tím nha đấy, và rất là ngầu nha anh em, rất là ngầu luôn, hiệu ứng gọi là màu tím của hắc ám. Ok, tính ra thì Amin đã làm được trái này rồi thì mình nghĩ cũng sẽ có khả năng là Amin sẽ tăng giá của trái này lên đó đấy, nhưng mà mastery nó thì vẫn quá là thấp đi, chỉ có 5 mastery cho chiêu C thôi, 50 mastery cho chiêu C, và chiêu ít chúng ta sẽ sấy xung quanh của gọi là nhân vật, và đặc biệt đó là chiêu ít khi mà chúng ta sấy thì chúng ta có thể đỡ được sát thương nha. Còn chiêu C thì chúng ta sẽ quay tay và chúng ta sẽ quăng ra một cái phi tiêu ném về phía địch, kéo địch về phía chúng ta đó. Một cái skill rất là ngầu, thật sự mà nói là rất ngầu nha anh em. Ôi trời ơi, còn chiêu V vẫn còn chiêu V thì nó sẽ khiến cho ở chiêu F hay chiêu V vậy á, nó sẽ giúp cho chúng ta bay lên trời nha. Đấy, bay lên trời theo cái gọi là cái chống che này Nobita. Ôi giời. Rồi cái này dành đây lại giống lại là Dogemon anh em à. Ok, thì khi mà chúng ta có cái chiêu gì á mà chúng ta sẽ được kích hoạt và chúng ta sẽ phản lại cái sát thương của cái địch nha anh em. Hình như là chiêu V hay sao á, khi mà chúng ta kích hoạt á thì chúng ta sẽ xoay cái skill và khi mà địch tấn công chúng ta thì sẽ không có gây sát thương cho chúng ta nha. Và đây là một skill mình thấy là rất là ngon. Tiếp theo là trái kim cương được làm lại. Trái kim cương được làm lại và chúng ta có mọc thêm hai cái sừng. Ok, let's go. Tuyệt vời. Đấy. Ok, xem lại nè. Đó, mọc thêm hai cái sừng phía sau lưng và nó chỉ biến kim cương ở một số vị trí thôi. Nó không có biến kim cương hết như là lúc trước nha anh em. Đấy, và đây là một trong những cái cập nhật mà mình đánh giá là khá là tinh tế nè mà. Lúc trước thì trái kim cương khi mà anh em biến hình á, nó sẽ biến cho anh em toàn thân luôn. Và vô tình thì nó làm cho anh em trở nên là nhìn nó tù quả nồi luôn. Đấy, ok, và chúng ta sẽ có đầu tiên là chiêu rách nha anh em. Chiêu rách, để xem là chúng ta sẽ có gì đây. Nó vẫn là có hiệu ứng kim cương. Đó, ok, chiêu rách thì chúng ta sẽ biến hình thôi. À, mastery thì 1 và chiêu ít cũng là mastery 1 luôn. Vãi chướng. Ảo ma vậy? Ôi giời ơi à. Ok, còn chiêu ít là chúng ta sẽ bắn rất là nhiều kim cương lại phía địch và nó sẽ phát nổ khi mà chúng ta vừa mới chạm đất hoặc là vừa chạm cái địch nha anh em. Đấy, thì anh em có thể thấy là nó bắn xong rồi, một hồi nó mới nổ ra. Đấy, thời gian thì nó cũng không lâu quá đâu. Vừa bắn xong là nó chạm đất là nó nổ liền luôn. Đấy, còn chiêu C thì chúng ta sẽ gồng lên và tạo ra một cái bùm sáng và gây sát thương cho kẻ địch. Đấy, làm chón hay không thì mình không biết nha, nhưng mà có vẻ như là nó sẽ khiến cho kẻ địch bị hất ra xa. Và chiêu này thì mình thấy là cũng không mạnh lắm. Còn chiêu cuối cùng là chiêu V thì nó sẽ bắn liên hồi vào kẻ địch thông qua là một cái skill, một viên kim cương bí ẩn nào đó. Nhìn cái skill này nhìn giống giống như lại cái skill V của giống chiêu rách của trái bộ tổ anh em. Nó bắn loạn xạ luôn á. Đấy, bắn loạn xạ nhưng mà bắn trúng nha. Ok, thì tóm lại một điều thì thông qua video này thì mình đánh giá là bản cập nhật mới nó sẽ có thêm hai thứ mới. Thứ nhất là một cái cây súng mới và một cái cây kiếm mới ở trong video này nha. Còn video khác thì mình không biết, nhưng mà trước mắt là như vậy. Ok, thì đó là cái nội dung mà mình muốn đề cập cho anh em và nhấn mạnh lại cho anh em để cho anh em biết là nó như thế cho anh em. Đấy, ok, và cảm ơn em đã theo dõi video của mình nha anh em. Và nếu như mà anh em muốn xem những nội dung về update mới và cũng như là cách lấy những cái thứ mà mới trong update tiếp theo á, anh em có thể comment và anh em đăng ký kênh giúp mình và cũng như bật nút chuông bên cạnh lên nha. Để khi mình ra video mới về nội dung update, anh em sẽ nhận được thông báo và anh em sẽ vào xem. Và giờ thì bye bye anh em. Chúc anh em ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau nha. Bye bye.